chồng rồi nha, có chồng rồi nha. Tao sợ chồng mày chắc. Có chồng rồi nha. Có chồng rồi nha chị Vy. Chị Vy nha. Em không còn là một người nữa, hai người quýnh một đó. Có đó chồng hả? À, đừng má đừng. Mọi người rõ ràng là chứng không ai làm gì nó, tự nhiên lại nó kiếm chuyện với người ta. Mày kiếm chuyện lộn người rồi nha. Nó sẽ chùm váy cho tao mày. Nhớ lại nha. Audio Jump. Nó thích dính lên rồi, ô cái này phải nằm xuống, cho nó dính lên là nó che mặt em. Thì có kim chỉ không may lại. Chứ giờ nó vậy rồi. Phải ủi à, cái nó phải. Thấy không, bên kia nó nằm xuống nó mới đẹp. Cái mặt em bên đây. Rồi, ok. Ok. Rồi. Có đạo cụ. Ồ, cái đạo cụ nó dễ diễn hơn á. Một bên nha. Giống như là một bên cầm. Diễn anh giúp ổn lên. Thì cứ xem để xem. Rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi. 3, 2, 1. Lại lại. 3, 2, 1. Rồi, mở mắt nha. Rồi, giả bộ ăn nè. Tại nay mình ghét đồ ăn vô nữa. Không phải, bộ đồ đó là sao chị Hoài An? Từ nha, rồi đũa mình xa ra bên đây cũng dính người. Rồi. 3 2 1. Này. Đáng lẽ chụp hình á, gương mặt đại diện á, mình phải có gà cho tụi em ăn luôn, tụi em diễn cho nó đúng không cả nhà. Ủa chứ nãy giờ chưa ăn gà hả? Dạ chưa. Tưởng tượng đằng trước có rất nhiều đồ ăn. Wow. Mình đang đoán tưởng tượng không mình ăn. Không, mình cứ đứng gần. Rồi, 3, 2, 1. Để tay vậy đó, còn em khác nhau được không? Ừ. Em như con khùng vậy á. Rồi. Cái ngồi này kỳ lắm, cái ngồi này kỳ lắm. Lát cái đồ bà ba ngồi xong rồi, lát cái đồ bà ba. Cái này không hợp rồi á. Mặt nó hơi nhó đúng không? Rồi vô đâu mình nghĩ là thôi. À, ừ. À, anh phải lấy khoảnh khắc của em à, rồi, okay. À, mặt kỳ quá. Không phải rồi. Vui lên. Vậy nữa. Rồi,
cái món ngược lại đi cho chị. Không cô tôi sốt được chị. Không, bây giờ chỉ có kim chỉ thôi, mai lại. Ừ, nó bị ấy nó bị quá à. Chết cha rồi, người ta nói là thường là có chậu xong cái gì nó cũng bị dựng lên hơn. Thiệt mà, chân mày nữa. Ủi đi, em mà ủi nó nằm xuống à. Ê, lấy ra chuỗi vậy. Đang chụp. Không có ủi được chị, cái này nó không bị lỗi á. Cái này nó bị lỗi á. Đúng rồi, bên hai bên nó bị ngắn thì bên kia nó sẽ bị dính lên. Còn cái này nó bị lỗi. Chào quý khán giả của Trâm Official. Ngày hôm nay Trâm đang đi chụp hình gương mặt đại diện cho Kitchen Pie. Cho anh Colorman. Trong chuyến dịch lần này đó là gương mặt đại diện gồm có má Hoài An, chị Tường Vi, Ngô Phương Anh và Hồ Bích Trâm. Đặc biệt là có anh Hai Cương Dừa, có anh Colorman, đặc biệt là có chị Vân nữa. Thì 7 anh chị sẽ đồng hành cùng với nhau để mà quảng bá chiến dịch lan rộng tới cho mọi người, cho khán giả biết về một món ăn rất là ngon, đó là Kitchen Pie. Có trong menu là có rất là nhiều món nha. Gà hấp gì? Gà nướng niêu. Gà nướng cây, gà mật ong, gà thảo dược. Quý vị nghe thời gà thảo dược chưa? Gà thảo dược ăn vô có nghĩa là cung cấp collagen và tất cả các thảo dược cho da và cơ thể, giúp da và cơ thể của chúng ta ngày càng đẹp hơn. Đó. Và mọi người trong thực đơn là có một cái món trong rất là thích luôn, đó là lẩu gà lá é và lẩu gà lá giang. Bình thường mình phải đi xe lên tới tận Đà Lạt để mình ăn được cái món lẩu gà lá é, còn bây giờ chỉ việc ngồi ở nhà và gọi điện 1-800-088-839 là mình có thể gọi đồ ăn về tận nhà được rồi. Chị ơi em thay đồ được chưa? Em đi thay đồ bà ba nha. Rồi. Bây giờ sẽ là bộ đồ thứ hai, đó là bộ đồ bà ba. Chị Vi đang chụp nè. Ây da. Tụi mày thì lên, mày xạo sự với tao hả? Mày xạo sự với tao hả nha? Nè, có chồng rồi nha, có chồng rồi nha. Tao sợ chồng mày chắc. Có chồng rồi nha. Có chồng rồi nha chị Vi. Đi nha, em không còn là một người nữa, hai người quýnh một đó. Em ơi, chồng hả? Đừng. Mọi người rõ ràng là chứng không ai làm gì nó, tự nhiên lại nó kiếm chuyện với người ta. Mày kiếm chuyện lộn người rồi chắc. Nó sẽ chùm váy cho tao mày. Nhớ lại ngày xưa, chùm ơi, đám cưới. Ủa? Trăm à? Quỷ đi. Bởi vậy có ai rồi. Tôi ngồi lên cái máy tôi rồi. Bây giờ tôi chó mà tòa bên trường coi. Thiệt luôn á. Tại sao con gái con đứa không bao giờ chơi những cái trò đàng hoàng, chơi những cái trò nó rất là... Ủa mình làm tổ hả? Anh ấy bị lộ mông rồi hay gì? Anh mấy chỗ này nó mất mát rồi. Gì nữa? Nó vẫn chưa tỏ. Em về em đếp chồng em. Bây giờ cả nhà chờ chăm xíu nha, chăm đi thay đồ cả nhà rồi chăm sẽ vô lại.
Trong thời gian đó cả nhà vô ghẹo bà Vi giùm em đi. Bà hung dữ quá à, bà tóc váy em lên. Tùy ghê. Tự nhiên thôi coi người ta tóc váy lên chắc. Em mới vô em bắt ngã thôi chứ em chưa kịp làm gì chị. Chị biết ý đồ của em cho bà, em không có bao giờ tự ý. Em không biết làm chị Thanh ơi. Chị Thanh. Chị Thanh kia chị có nên nghĩ suy nghĩ lại cái bốn người này mà vô cùng gọi là chị có nước. Theo luôn em. Nó nhận này chứ. Không có chịu trách nhiệm nha. Rồi vô 3, 2, 1. Quên mò, quên mò. Cái tóc này cái mái này lại đây nó làm cái kiểu kia chị. Làm hai mái vậy khác rồi. Rồi 3, 2. Quần của Trâm hay là quần của Trâm? Rồi của chương trình đó chị. Hơi ngắn. Không có lấy ở dưới. Lấy ở dưới à? Có chứ. Dạo cái gọi xong chưa nè? Không báo. Không báo, cái thông báo cho em lại nữa hả? 3, 2, 1. Mấy cái này gì cũng bỏ. Trời ơi, cái bị thấy gớm. Chung ra cái đó mà để 1800 cái chữ không của chị nó ra theo từ cái mỏ của em á, không 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 rồi nó ghê. Em sai em hỏi cô tập cho thiết kế. Chung cho dài mà có mấy cái nón lá. Các bạn có thấy nó lộ giọng khoảng ngỡ ra không? Rồi 1, 2, 3. Trời ơi nè, thấy mặc áo bà ba mà đứng cái thế. 3, 2, 1. Hợp. Dạ chị em mặc bà nha. Trời ơi, tướng bà ba em. Này là nguyên một cái loại đậu đúng không? Đúng vậy. Đậu bên đây là mình giống như mình dơ nó sẽ xe ăn cho nó về đúng không? Ủa chị em đứng nó thay đồ đúng không? Ba, ba. Ủa chị em thật là chuyên nghiệp. Quá là chuyên nghiệp luôn. Chắc em nhẹ nhàng lại Trâm ơi. Quý vị coi chị Hoài An thay đồ nha. Rất là chuyên nghiệp. Chỉ cần một miếng vải thôi. Tụng này theo chị biết 50 năm rồi. Cái đó của chị luôn hả? Ủa chị mang gì bán cho người sĩ nhiều lắm. Trời ơi. Phải em biết đám cưới của em hay không chị cái thùng đó. Em mặc đi thay. Hôm nay đi vào mình là phải hóa nhẫn cưới ra. Đây nhẫn cưới đây. Chồng nhắc. Ghê chưa. Hóa nhẫn cưới ra chồng nhắc. Thưa quý vị là Trâm đã giao kèo với chồng Trâm rồi, là những vlog sắp tới chồng sẽ tham gia với một cương vị đó là gì ta? Không phải là giám đốc sản xuất mà là người, không phải là khách mời luôn mà là người đồng hành. Người đồng hành cùng với em thì mọi người chờ những cái vlog sắp tới nha. Sẽ có một cái clip tại vì chồng Trâm không có tham gia được những cái chương trình trên truyền hình. Tại vì ngại á, cho nên là quyết định là hai vợ chồng sẽ viết những cái chương trình vui vui để mà tự ở nhà trôn nhau luôn. Thì mình sẽ làm cái một cái clip nhỏ đó là vợ chồng son tại gia. Lúc đó hai vợ chồng sẽ tự trôn nhau, chơi trò chơi, ai thua bị búng lỗ tai, bận bánh tăng ba áo chật quá vậy trời. Có mình tôi sao căng tức tử vậy? Đâu, anh lấy cái size gì đây? Trời ơi. Còn mở ben ra luôn đi được không chị? Không. Chồng cao rồi mình đây. Đó. Mặc áo bà ba phải thùy mị lại nha. Mặc ghê quá. Áo bà ba thùy mị lại nha. Áo bà ba thấy tăng động quá đó. Đâu có, nếu lại vậy chứ chạy này thấy mọi người đồ bộ mới đúng. Không, cái này là đồng phục của mình mọi người à. 3, 2, 1. Đúng rồi. Cái gì đỏ. Đẹp rồi đó. Hơi đơ rồi. Cái túi này đựng gà, đựng gì? Cái hộp giấy.
Yeah.